SCSG TV xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi trận đấu giao hữu giữa SCSG FC và Dondoco FC diễn ra trên sân vận động X30 vào lúc 19:30 tối ngày 2 tháng 11. Ra quân trong trận đấu tối hôm nay, Dondoco FC với trang phục toàn xanh ở bên tay phải màn ảnh nhỏ và trang phục vàng quần xanh đen vớ đen của SCSG ở bên tay trái màn ảnh nhỏ. Với đội hình khá đồng đều và khá trẻ, SCSG ra quân với Thành Trung, thủ môn số 23, hàng hậu vệ gồm có Trọng Đức số 5, Minh Tân 21, Trung Hiếu số 6 và tiền vệ trung tâm Lưu Long số 7 cùng với Đăng Khoa số 20. Ngoài ra còn có sự góp mặt của cầu thủ số 3 Chấn Không. Bên phía Dondoco FC có cầu thủ Tô Quang Thanh áo số 10, cầu thủ Trọng Tính số 14 và một số cầu thủ khác. Cả hai đội đều có những đợt tấn công qua lại và hiện giờ thì bóng đang trong chân của Trọng Tính số 14. Thế nhưng Chấn Phong đã cắt bóng và bóng đã được về phía phần sân của SCSG. Trọng Đức đang có bóng. Bóng được truyền cho Trung Hiếu và Trung Hiếu đang đi bóng bên cánh phải. Bóng lại được trả về cho Trọng Đức. Thế nhưng Dondoco đã cướp được bóng và một đường truyền sai địa chỉ. Thành Trung đã có bóng và bóng được triển khai lên. Nhân Chư không qua được cầu thủ số 4 của Dondoco. Bên phía đội Dondoco FC có cầu thủ số 7 với dáng vóc giống như cầu thủ Isawa của Thái Lan. Hiện giờ bóng đang ở bên phần sân của Dondoco. Quang Thanh đang có bóng và Lưu Long luôn là người kèm chặt Tô Quang Thanh. Một pha phạm lỗi của cầu thủ số 6 Trung Hiếu của SCSG và Dondoco được hưởng một quả đá phạt. Tuy nhiên bóng được treo vào trong khu vực trung tuyến và Thành Trung đã tóm gọn được quả bóng. Lại là những đường tấn công của Dondoco. Bóng lại về chân của Minh Tân bên phía cánh trái. Với lối đá bóng ngắn, sệt thì cả hai đội đang phô diễn những màn rượt đuổi. Hàng hậu vệ của SCSG gồm có Chấn Phong, Trung Hiếu, Minh Tân là những cầu thủ trẻ và hầu như đã cắt được những đường bóng tấn công của Dondoco FC. Độ trận đấu diễn ra trung bình khá và với những gì vừa diễn ra thì Dondoco cố gắng đưa bóng về phía khung thành của SCSG. Thế nhưng liên tục là những đợt phản công của SCSG. Bóng được treo dài lên phía trên, thế nhưng Đăng Khoa số 10 SCSG đã không thể đón được quả bóng này. Hey, ref. Trong những khoảng không ngắn thì Đăng Khoa cần phải cải thiện khả năng xử lý bóng cũng như dứt điểm của mình. Bên phía thủ môn của Dondoco có lẽ vẫn còn đang lo ngại bởi vì dịch Covid vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên mặc dù trấn thủ vị trí thủ môn nhưng anh ta vẫn còn hậu trang thực hiện
đúng chất 5K theo chỉ thị của chính phủ. Một quả sút về phía khung thành của SCSG, thế nhưng quả sút không gây khó khăn cho Thành Trung. Minh Tân đang có bóng, bóng lại về chân cầu thủ số 8 và 14. Trong lúc đang đi bóng thì cầu thủ số 14 của Dr. Tô đã tự té ngã. Bên phía đội hình của SCSG có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 19 Danh Toại đã vào sân thay cho cầu thủ số 17 Nhân Chư. Và Danh Toại là một trong những cầu thủ khá trẻ, có những đường bóng dứt điểm cũng như tốc độ. Bóng được treo vào khu vực trung tuyến, thủ môn của Dr. Tô đã bước ra và bắt gọn quả bóng. Bóng vừa đi ngang hết lăng biên. Bây giờ bóng đang trong chân của Trung Hiếu. Trung Hiếu chuyền một đường bóng dọc biên lên cho Đăng Khoa. Trong một tiếng mừng khoảng không nhỏ thì Đăng Khoa đã kiểm soát được bóng và bóng đã đi ra hết khỏi đường biên. Lũ Long đang có bóng và liên tục là những đường phối hợp ngắn sệt của SCG. Bóng là về chân số 14 và một cú sút không gây khó khăn cho thủ môn Thành Trung. Một quả đấm, một quả ném biên được thực hiện từ phần sân của Dr. Tô. Minh Tân vừa trả bóng về cho thủ môn Thành Trung. Tấn Phong chuyển bóng cho Trung Hiếu. Những đường bóng ban bật qua lại giữa Tấn Phong và Trung Hiếu. Một đường câu lên về phía cánh trái cho Danh Toại. Tiếp tục là những đường trọng biên tấn công từ phía cánh trái giữa Minh Tân và Danh Toại. Minh Tân lại góp được bóng và truyền vào trong cho cầu thủ số 21. Trên phần sân của đội SCSG vừa có sự thay đổi cầu thủ, đó là Hồ Ngọc Tuấn mang áo số 8 và Thành Trọng số 29. Và một pha ghi bàn của cầu thủ Hồ Ngọc Tuấn từ đường chuyền của Thành Trọng. Số 12 đó là cầu thủ Hòa đang thay thế vị trí của Lưu Long. Với sự thay thế cầu thủ thì ưu thế hiện nay đang nghiêng về đấu lại được tiếp tục diễn ra và tỷ số hiện giờ là SCSG đang dẫn trước Dr. Tô với cách biệt một bàn thắng và một cú sút vừa được tung về phía cầu môn của Dr. Tô FC. Đây là một pha ghi bàn của cầu thủ số 10 Hồ Quang Thanh. Tung bàn tỷ số của Dr. Tô FC. Trận đấu được quay về khu vực xuất phát của sân. Một sự thất vọng hiện trên gương mặt của cầu thủ số 12 tiền vệ trung tâm của SCSG. Thế nhưng với lối đá như thế này thì liên tục là những quả ghi bàn, bóng văng ra từ thủ môn Thành Trung và Tô Quang Thanh lại tiếp tục ghi bàn thắng.
Bên phía Đông Kinh Đô cũng có sự thay đổi, cầu thủ số 11 đã vào sân để thay cho cầu thủ tiền đạo số 10. Bóng chuẩn bị được phát lên và Thành Trung ném bóng thẳng lên phía trên. Với lợi thế dẫn bàn thì Đốc Tô Tô FC cũng không có gì vội vã để thực hiện những đường tấn công về phía khung thành của SCSG. Và với sự củng cố đội hình, hiện giờ Trọng Đức đã được kéo về đảm nhiệm vị trí trung vệ. Hồng Ngọc Tuấn số 8 vẫn đảm nhiệm vị trí tiền vệ bên cánh phải cùng với hậu vệ số 6 Trung Hiếu, tạo lên một hành lang bên phải khá chắc chắn và được nhiều đường tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Dr. Tô.